hết cái đám kia nó đuổi cả, nó nghe con Ngọc này mẹ, vừa cưới con Ngọc gì hết không? Này con này nó bắt dạy đâu chị. Mày đưa bà tao hả? Mày hơi cô đáo rồi nhá. Mày hơi bị cô đáo rồi đấy. Mày có ở nhà tao xem, nhà tao cũng cao đi nha. Là bố mày lại sinh mày ra, để mày ra nuôi mày từ lớn thằng này. Rồi mày đối xử bố mày như thế là giúp mày cũng tình người. Thế chúng mày làm cũng trắng ra nhiều thư. Mày có mày đây, mày hơi bị láo ấy, đúng rồi đánh nó chặn anh ạ. Mày náo lắm rồi đấy. Nghĩ nhà bác trang tên sổ đỏ cho nó, thế này nó về là nó bảo là sổ đỏ tên nó, cái con gửi bác nghi, các cháu ạ. Đấy bác. Nhưng mà ông mày biết đây là bỏ tôi mày lo cho bỏ tôi ở đây đi chứ. Đấy, ai lo cho đứa con Ngọc này? Thế sao lúc mày sao mày náo thế? Nuôi bố mày, hai đứa mày vừa nói như thế xong xong rồi mày lật mình bắn nhanh đấy. Thôi chứ bà, tôi có thằng đi nuôi mày cũng thưa rồi, mày đuổi anh đi thế. Còn bây giờ ông muốn ăn mặc đẹp, ăn mà sướng ấy, sang nhà bà Thư mà ở đấy, bà đấy mà lo cho ông nhá. Này, mày thấy bố đi đẹp mày, mày thấy bố đi đẹp mày, bố đi mày đã đuổi bác ra rồi, mày hả? Con trai, ngăn vợ mày lại chứ, sao mày cùng hùa với nhau để đuổi bác ra ở nhà hả? Ờ, lạnh thật đấy. Mọi người bắt đầu ra. Ủa, bác tắm điện sao kìa? Ra xem bác như nào. Ui giời. Bác ơi. Bác sao đấy ạ? Đây này, bác đi nhà về này. Cái thằng Dũng nhà bác ấy nuôi nó bằng thứ đấy rồi. Cưới vợ của nó xong này nó ném con éo của bác ra đây. Đồ con lại. Nào thật đi. Bác ra, bác xem trên sổ bỏ cho nó rồi. Thế này nó vợ nó nghe cái con Ngọc kìa. Thằng Dũng ơi bác. Dũng cho bác đấy. Ui khốn nạn đấy bác. Nó nghe lời con Ngọc vẫn lại náo thật ý. Đó cái nhà bác. Thằng Dũng đâu? 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 Mày hơi mất dạy rồi đấy. Đúng hết cái đám kia nó đuổi cả, nó nghe con Ngọc này mẹ, vừa cưới con Ngọc gì hết không? Này con này nó mất dạy đâu chị. Mày đưa bà tao hả? Mày đưa bà tao hả? Mày đưa bà tao hả? Mày hơi cô đáo rồi nhá. Mày hơi bị cô đáo rồi đấy. Mày có ở nhà tao xem, nhà tao cũng cao đi nha. Tao không ngờ mày là con người như thế luôn. Mày chỉ là phần làm dâu thôi nha, mày không có trách nhiệm gì. Mày đi về, mày là con đuổi đi. Mày là người ngoài, mày chỗ buồn béo rồi đấy. Mày là con gái trách nhiệm béo đi đuổi bố tao mày thế này hả? Vừa cưới nó về xong đấy. Đúng là cái loại con bất hiếu mới thế bác ạ. Ừ đâu chẳng đây. Cũng không phải kiểu của chúng mày. Đấy, đây là chuyện gia đình nào. Bất quần áo bố ra ngoài thế. Nhưng mày không được làm thế với bác Thắng. Đây nè, quần áo của tao. Vừa đi làm về, bác vừa về. Bác hỏi nè, chúng mày có cơm cho bố chưa bố ăn. Mọi ngày nó mới nấu. Hôm nay bác vừa về, bác hỏi nó thế. Cái là quần áo này nó bảo thế. Chỉ nó... Ây, của bác hết kèm ngoài kia. Ông giải thích vừa thôi, không ai đo được cho ông đâu. Này, mày đừng có láo. Mà đơn giản bố mày thế à? Bố mày lại sinh mày ra này, mày ra nuôi mày từ lớn thằng này. Rồi mày đối xử bố mày như thế là giúp mày cũng tình người. Thế chúng mày làm cũng trắng ra nhiều thư. Mày không phải người đấy, đó chị, mày đéo cũng được. Đây ngay đây. Mày hơi bị láo ấy, đúng rồi đánh nó chặn anh ạ. Mày náo lắm rồi đấy. Nè các cháu nhà nghi que đấy, cho bác để dẫn xem nè mẹ của các cháu đấy đúng cho bác nuôi cái bằng này lấy vợ nó bác nghĩ nhà bác sang tên sổ đỏ cho nó thế này nó về nè nó bảo là sổ đỏ tên nó là con người bác nghi các cháu ạ à. Đấy bác nhưng mà ông mày biết đây là vợ tôi có vợ rồi tôi phải lo cho vợ tôi ở đây đi chứ đấy, ai lo cho được nó Ngọc này thế sao lúc mày sao mày náo thế nuôi bố mày hai đứa mày vừa nói như thế xong xong rồi mày lật mặt nhanh ấy. Ôi trời bà, tôi có thằng đang đi nuôi mày cũng đưa rồi, mày đuổi ăn đi như thế. Còn bây giờ ông muốn ăn mặc đẹp, ăn mà sướng ấy, sang nhà bà Thư mà ở đấy. Bà đấy rồi mà lo cho ông nhá. Mày thấy bố đi đẹp mày, mày thấy bố đi đẹp mày. Bố đi mày đã đuổi bác ra rồi, mày hả? Con trai, ngăn vợ mày lại chứ. Sao mày cùng hùa với nhau để đuổi bác ra ở nhà hả? Đấy, thôi cũng lo mà, nhưng mà người nào ở đấy lo, người nào ở đấy ăn. Con trai như mày, thề, để trứng nào ăn. Có tiền luôn. Loại chó tao chỉ ở nhà
thì hôm nay ghét quá, không thích ở đây. Cái bà này mày giàu lắm, giàu lắm rồi. Nhà phủ lý to lắm mà. Bảo là bố mẹ nó làm bất động sản ấy. Nó cho mấy cái mảnh đất nó lừa cả con nhà bác kia bây giờ đấy, nó vèo buồm con nhà bác. Đây cái con này nó chỉ kia, là ăn buồn bả gì mù thế. Tôi bỏ tiền nhà tôi ra nuôi ông, không là cái áo tôi phải nuôi. Mày mày đấy. Đấy. Để con rùa nó mày chưa nói thế mà mày vẫn còn để im cho con vợ như thế. Mày là con ruột, mày để vợ nói im lặng thì thế. Rồi tôi nói thế đúng rồi. Đúng cái gì? Bây giờ mày con ruột đấy. Bây giờ mày yêu mày mù quáng mày nghe lời con này rồi. Mẹ nhà bác xem đây, bí thư nhà bác xem đây, cả thằng kia nhà bác xem đây, rồi bác sẽ nói cho chúng nó để cho chúng nó xử lý ngay. Đúng rồi bác. Phải dư lưỡi cái này bác ạ. Không thể được. Ông đó gọi ai thì sang đây thì cứ gọi đi. Còn bây giờ về sao nhá, không bố con gì cả. Còn ông thích thì ông cứ đi đâu đi đi. Đây là nhà bác Thắng đấy, không phải nhà mày đâu. Đấy, cái cháu xem đấy. Bác đi nào về nè nè. Thằng nhà Trình đi nào về đấy. Thế nè, hỏi nó công đức nên nè, vợ chồng có vào mùa với nhau. Mày, anh mà chuẩn bị đi luôn mình qua đấy. Đứng ở đây nói. Anh mà thấy hổ thế hả? Ba đứa chung mày không phải chuyện của chung mày đâu. Đừng siêu vào chuyện gia đình khác. Nói chuyện bao đồng thế thôi. Mày nói cái gì đấy? Thái độ của mày đối xử với bác như thế là đéo được luôn. Nhưng mà mày còn nuôi. Mày bây giờ với cái con kia mẹ ở nhà mẹ đối xử với bố mẹ mày thế là nó bố mẹ mày đi như này hả? Đây. Quả chung mày biết gì đâu. Loại này mới là đầu đường cháu chợ. Đúng rồi, chắc thế rồi. Đúng rồi bác. Bác cứ ở đây thôi bác ạ. Bác cứ ở đây đi. Bác ở đây. Còn tôi nói riêng thế nào, ông cứ ở thì ở đi. Một người nào người đấy ăn riêng ra thì ăn, không ăn chung đâu. Không ai đâu được không đâu. Tôi sụp bố mẹ đấy các bạn. Bác cứ ở đây. Bác cứ nèm về. Chứ không em đi chơi đâu, bác cứ nèm về. Vừa về nhẹ xong còn đéo. Vẫn bôi bữa quyển thỉu như này. Bố mẹ cái bản mặt mày ấy, bây giờ mày đối xử với anh thế à? Này, tôi chồng ông già nuôi tôi à? Vợ chồng tôi tự lo cho đứa. Anh cứ ở rồi hả? Tao nuôi mày từ bé đến lớn bây giờ. Cưới vợ cho mày xong chỉ vì cái con này mà đối xử với anh như thế à? Mày đừng có láo. Tôi cho ông già tôi mà. Còn ông cái riêng thì có chuyện gia đình khác. Vâng, rồi thì mày đuổi bác ra khỏi nhà thế. Làm con thì đấy đúng được chưa? Đi ra khỏi nhà tao nói với tôi, đi đây. Đéo mà mày đuổi ra khỏi nhà tao. Mày không còn lại đuổi của tao. Mày tao đưa ra cho tôi muốn thương ra mang chúng mày ăn về luôn. Còn ở đây sướng cổ, ông đi sướng cổ thì đừng kêu. Đây là nhà bác tao ở đây, cho anh nhau đấy. Đấy là nhà của mày đây này, không phải. Ừ, nhà tao mời, xong rồi tao mời. Ăn trộm cắp như mày. Ăn trộm cắp, lừa đảo. Mày không có tự đưa rồi đỏ tay, cứ để ăn trộm cắp gì nhá. Không biết bởi sao bác lừa, mày không biết gì ăn chút đề. Mày đổi ai đấy? Mày chỉ cần qua chỗ một béo chút đề. Đi về, có gì mình nói chuyện với nó sau đi. Béo đi, béo đi, béo đi, béo đi, béo đi, mẹ mày nữa. Không phải chuyện của chúng mày, lo chuyện ba đầu chính thôi nhá. Nhưng mà cái thái độ của mày đối bác đéo được, nó phân thằng con mày như thế à? Thế đéo được, chúng mày đâu phải nuôi như thế rồi nhở? Phân thằng con là vô chứ. Ra đây tao, ra thì người khác anh em trong nhà tranh nhau để nuôi bố với mẹ. Còn đây là bố mẹ ra. Đây là chuyện thái độ của mày mà. Gia đình tao thế, đây là chuyện gia đình tao mà. Bây giờ có bố mẹ nó không biết thương, nó còn nó loại mẹ, nó loại ngu chốt cho mày ấy. Rồi chứ lại ngu. Đéo kịp đâu. Đi ra ngoài đâu. Mày ăn bùa ăn bả gì mà ngu thế hả Dũng? Đi về đi, mẹ con mẹ. Đây đây. Bộ náo thật đấy. Luôn là đừng ở đây mà nói nhiều. Cho mày nghe cho mồm mèo. Tao về chúng mày cứ dùng mẹ gì. Tao nói cho Thư biết đi. Thì mày cho sao mồm. Tao sẽ nói về cho anh kia chị Thư biết cái chuyện này. Mày không còn xong đâu. Đi ra xe về. Đi về nói anh kia Thư biết được. Này náo nhờ. Muốn lại thở ghét cái này thì nói con cho cái đi chuyện đi. Để xem giải quyết như nào chứ cái loại con bất hiếu cái này không được tuổi lo nó trồng đầu ra đứa này không khéo kia. Em chưa bao giờ em gặp cái thằng mẹ con bất hiếu này luôn ấy. Về báo kiên cho anh Thư biết chị ạ. À?